Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hello anh em. Hôm nay là lại là một series tặng quà anh em nữa, nhưng hôm nay có code mới nha anh em. Hôm nay có code mới của Halloween nha. Hôm nay có code mới cho nên là mình sẽ không vào phần đọc thư của mọi người trước nữa. Cho nên là mình sẽ vào phần đọc quà luôn. Còn phần nhập code thì mình sẽ để ở đoạn giữa video nhé. Giữa video thì mình bắt đầu nhập code cho anh em. Đoạn giữa video bắt đầu mình nhập code cho anh em rồi anh em nhập code, anh em nào muốn nhập code ngày hôm nay thì xem đến giữa tầm giữa video thì anh em sẽ thấy phần nhập code nha. Còn bây giờ mình sẽ vào phần tặng quà trước cho anh em đã nhá. Mình sợ clip nó dài quá nên mình vào tặng quà luôn, mình sẽ không đọc thư nữa của mọi người nữa, để tí mình còn nhập code nữa nha mọi người nhé. Ok luôn. Bây giờ mình sẽ vào phần tặng quà đầu tiên này. Bây giờ sẽ vào phần phần quà đầu tiên dành cho bạn nào nhá. Tặng cánh thì để cuối cùng cho anh em. Đây là tặng quà hàng ngày đã. Ok. Đầu tiên này. Bạn Tiên Nguyễn này mong anh tặng món quà 3K. Ở Tiên Hắc Ám 123 đúng không? Tiểu Hắc Ám 123 đúng không? Ok bạn Tiểu Hắc Ám 123 này. Chờ anh xíu nha. Đây ok. Tiểu. Tiểu. Hắc. Ok. Ám. 123 đúng không? Đây thì họ cả 123 đúng tên này rồi. Ok, tặng bạn đến phần quà đầu tiên nha. Ok, tặng tiểu hắc ám này. Cái vậy là xong bạn đầu tiên nha. Chúng ta sẽ qua luôn đến bạn thứ hai nào. Bạn thứ hai là bạn nào đây? Bạn thứ hai nhận quà là bạn nào đây? Em chào anh Đậu ạ. Em là fan mới kênh của anh, đăng ký cho anh. Mong anh sẽ ra nhiều video hay và bổ ích ạ. Tên em là X X Dodo à? Dodo à, bạn ấy để tên biểu tượng con X luôn này. X Dodo, ok. Anh sẽ tìm tên bạn ấy nha. X Đô đồ đúng không? Rồi thấy luôn. Ok luôn. Xong. Vậy là tặng xong quà bạn thứ hai nha, đến bạn thứ ba nha. Bạn thứ ba nhận quà là bạn nào đây? Chú ơi tặng quà cho cháu đi ạ. À. Yêu chú quá, chúc chú vui vẻ làm được nhiều người xem ạ. À. Tên cháu là Bon Dubai. Ôi dồi ôi, cảm ơn lời chúc của cháu nha. Ok luôn. Bon đúng không? Du Bai. Xem tìm đúng không? À thế rồi, thế rồi, thế rồi, thế rồi. Ok luôn. Ok, xong luôn Bon Dubai nha. Ok, chúc Bon Dubai nhận quà vui vẻ nha. Bạn nào đây? Bạn số 4 nhận quà là bạn nào đây? Tú Anh à, tặng cho em đi anh. Em đăng ký kênh cho anh rồi. Tên em là Bét Tú. Em cảm ơn anh ạ. Ok luôn Tú nha. Bét Tú U nữa đúng không? Rồi ok. Cấp 8 à. Ok luôn bé Tú. Chúng ta đến bạn thứ 5 nào. Bạn thứ 5 may mắn được nhận quà là bạn nào đây? Anh ơi tặng đồ cho em đi ạ. À. Bé thiếu gia 34. Bé thiếu gia 34 đúng không? Đây. Rồi, vậy là xong bạn thứ 5 luôn.
Đấy, tặng mấy đâu anh em đúng không? Tặng thì nhanh không rồi. Rồi, xong bạn thứ 5. Bạn thứ 6 là bạn nào đây? Nguyễn Tiến Dẫn à? Tặng em với, em follow TikTok với E2 anh rồi. Mây KO à? Ok luôn, Mây KO. Dô chứ, mấy cây dô chứ. Thấy rồi. Ok, vậy là sao bạn mấy cây dô nhá. Xong bạn thứ 6 rồi. Đến bạn thứ 7. Bạn Thảo Nguyễn này, em đã subscribe và like video ạ, mong nhận quà của anh, nên em là Litie. Litie đúng không? Litie. Hai. Hai chữ E cơ mà thôi. Đây là cấp 8. Ok luôn. Vậy là sao bạn lít tia. Chúng ta sẽ đến với bạn kế tiếp. Bạn thứ 9. Em còn chưa được nhận quà. Ây da. Bạn này là một kênh người trên cũ mình đây. Đây. Gửi qua chỗ đấy. Bùn phân 31, ok nhá. Chúng ta đến bạn cuối cùng của nhận quà hàng ngày này. Anh ơi tặng quà cho em với, em đã đăng ký kênh à, tên em là Ngọc. Ui dồi ôi, tên này đếm bao nhiêu chữ C. 5 chữ C và Z à? Ok luôn. Ok luôn, vậy là tặng quà cho Ngọc thành công. Còn bạn nào nữa không? Đủ rồi à? Ok. Vậy là đủ phần quà hôm nay rồi. Sorry anh em nha. Hôm nay mỗi nick nó chỉ được tặng 10 phần quà thôi anh em ạ. Mỗi nick mỗi hôm nó chỉ được tặng 10 phần quà nên anh em thông cảm nhé. Vậy là phần tặng quà hàng ngày là hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp mục nhập cốt và phần quay cánh. Chúng ta sẽ vào phần nhập cốt trước nha. Đầu tiên ra vào phần nhập cốt đấy nha. Vậy là quà hôm nay là đã phát đủ 10 người rồi nha. Bây giờ mình sẽ vào qua phần tặng cánh này. Qua phần nhập cốt với tặng cánh này. Ok nha. Mình sẽ qua nick, mình sẽ thông báo code hôm nay cho anh em luôn nhé. Code mới của đây. Đây quán nick này nha. Quán nick này để mình nhập code cho nó dễ nha. Đây. Parlay 3 đúng không? Đây. Anh em nào code mới ngày hôm nay anh em sẽ nhập luôn code mới ngày hôm nay nhé, vào luôn cho anh em nhé. Mình sẽ nhập code mới luôn ngày hôm nay cho anh em để anh em xem nhé. Đây. Code mới ngày hôm nay đây. Gì nhỉ? Đây, code mới ngày hôm nay đây nhá. Halloween Together. Đấy, anh em nhập code ngày hôm nay đi. Halloween Together nhá. Hallowen Together. Đấy. Đây là code của ngày hôm nay nha, code mới ngày hôm nay nha. Xem hôm nay code mới ngày hôm nay có được những phần quà gì nhá. Rồi ok. Nhận thành công. Ôi, cái cốc bạn đã nhận được kẹo bông gòn này, cho cái kẹo bông gòn này có tác dụng gì ta, trứng vàng. Ô, không có kim cương à, chán thế. Anh em có thấy cảm nhận là càng ngày nhà phát hành nó càng không cho kim cương không, kiểu hạn chế cho anh em mình kim cương không, em có thấy thế không, kiểu càng ngày càng hạn chế cho kim cương nhỉ. Mẹ cốt giờ không có cả kim cương luôn ạ.
Hai cái cốt gần đây là đều không có kim cương rồi. Chán vãi nồi. Buồn đấy. Ok, thế bây giờ vào phần tặng cánh nha. Rồi phần nhập cốt bây giờ là xong rồi. Anh em nào chưa nhập cốt thì nhập đi nha. Mình sẽ để cốt lên trên màn hình nha. Đây. Đây, cho anh em nhìn rõ cái cốt nha. Halloween tôi bây giờ đấy. Đấy. Ok, và bây giờ vào phần tặng quà thôi. Vào phần tặng quà cho anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ vào cái video này mình xem comment để mình Bây tặng giờ tôi quà cho anh em. Đây là vòng quay của ngày hôm qua đây. Ok, chúng ta đến vòng quay ngày hôm nay. Người đầu tiên này. Mình copy tên rồi nhá. Anh em nào cứ có tên là mình copy. Làm cho nhanh. Xem hôm nay ai là người được nhận cánh nha. À, đây anh em nào muốn nhận cánh thì cứ comment tên ở dưới clip clip ngày hôm nay của mình. Đây, clip tặng quà này này. Clip mà mình đang làm luôn này. Đấy. Anh em comment tên ở dưới để ngày để buổi sau mà có tặng cánh thì mình sẽ làm theo clip này. Ngày mai thì chắc chưa ấy đâu. Em nào muốn nhận quà hàng ngày thì cứ comment tên ở dưới mình tặng quà ngày nha. Còn tặng cánh thì phải đợi có đủ kim cương rồi mình mới tặng cánh được. Còn như mình vừa bỏ qua cực dích thì phải. Ok luôn. Ách đồ đồ. Em tên có ký tự đặc biệt rồi. Khó chơi đấy. Quyết VE này. Quyến nhỉ. Hôm nay thì hơi nhiều anh em tham gia tặng cánh nha. Hôm nay có hơi nhiều anh em tham gia tặng cánh đấy nha. Quẩy lắm anh em tên ký tự đẹp thế. Không hiểu sao anh em đặt được tên như thế nhỉ? Ok luôn. Hảo Hán này. Đức này. Em nào mà được nhận cánh 2 hôm trước rồi thì hôm nay không được nhận cánh nữa đâu nhá. Để cơ hội cho những người khác nhận cánh nha. Copy sai thì không tìm được, kêu Tiểu Hắc Ám này, Bảo Hân này,
video tháp này. Đây em này vừa nãy thấy trên live đây. Hôm nay hơi nhiều comment. Càng ngày càng nhiều comment. Bảo Minh này. Mưu giang hồ này. Đám mưu lại còn giang hồ nữa hả? Lòng lão nát à. Anh em làm tên hay thật đấy. Copy tên và cười với anh em luôn đấy. Thằng Đức này tưởng đi nhận quà rồi mà. Đức này nhận quà rồi mà đúng không? Nhớ trước thì nhận cánh rồi mà. Lắm. Cảm ơn anh đăng ký và like rồi đấy, các bạn qua được tặng quà này. Ok luôn anh em. Nhi đây. Kiều này. Phan Tiến này. Ngọc Bình Tâm này. Khá nhiều anh em. Kiểu thì Inapro này. Hơi nhiều tên nhỉ. Tặng cánh thì những bạn nào có tên thì được tham gia hết nha, còn những bạn nào nhận cánh rồi thì không được tham gia thôi. Còn nếu mà nhận quà hàng ngày thì vẫn được tham gia bình thường nha. Đấy. Quỳnh này. Bé thiếu gia và 123 này. Mấy cây ô này. À đây bạn này vừa mấy bạn này vừa nãy nhận quà hàng ngày đây. Ngọc Cú Te và 456 này. Tụi 2K1 ui hôm nay copy mỏi tay và chưa chưa tế hết luôn ạ. Sợ thật đấy. Nhiều anh em muốn quà thật đấy. Các bạn anh em chỉ muốn cánh thôi nhưng mà cánh cái này không biết cày đủ bao nhiêu ác để đủ cánh cho anh em, tặng cho anh em từ giờ đến cái game này nó sập được vậy. Giờ mà nhà phát hành tặng cái cốt gì đấy kiếm độ mẹ 500.000 kim cương đi, hoặc là kiếm gì đấy, kim cương ngon không không. Nhưng mà nếu như mà chờ một ngày nào đấy kênh của mình nó lớn lên rồi mà mình kiếm được đủ kinh tế rồi ấy, thì mình được có tiền nạp để tặng cánh, nạp mẹ tiền vào mua cánh tặng anh em luôn. Còn tạm thời bây giờ thì mình kinh tế nó chưa có đủ điều kiện ấy, kênh mình mới ấy. Chưa đủ kinh tế cho nên là anh em thông cảm.
chỉ được cày bằng những cái ác nhỏ nhỏ để kiếm kim cương tặng cánh cho anh em thôi. Cho nên là nó cũng hơi lâu và nó cũng hơi chậm, cho nên mọi người phải thông cảm. Còn đến một ngày mà kênh nó lớn rồi mà kiếm đủ kinh tế rồi thì nói thật mấy cái cánh thì mấy đâu, nạp tiền thì mấy đâu. Có khi tạo event đều cho anh em luôn đấy chứ, đúng không? Có tiền, ví dụ mình có kinh tế, mình làm ra kinh tế rồi thì không có anh em thì phải có nhiều anh, có anh em thì bắt đầu mình mới kinh tế lên được thì anh em phải ủng hộ nhiều thì lúc ấy mới có kinh tế, mới tạo cho anh em event cho anh em liên tục được chứ, đúng không? Không phải lấy đâu ra. Không có tiền thì chả phải cày tay này, thì mọi người nhận quà hơi chậm, nhưng mà đến lúc mà có kinh tế rồi thì quà tặng hàng ngày đơn giản, có khi tặng quà ngon luôn cho anh em ấy chứ. Đúng không? Bây giờ thì mình đến bây giờ mình làm toàn mình like, còn vẫn còn lăng like không công, đã kiếm được đồng nào từ YouTube đâu. Đấy, nên là mọi người cho nên là mình nói chung là mình cũng làm như tặng quà như này là cũng hết sức mình rồi đấy, tức là mình làm được bao nhiêu là mình tặng cho mọi người hết đấy. Ngày cày được 40-50k tiền thì cũng tặng quà mỗi ngày cho anh em cũng hết mẹ 40 luôn. 10 người là 37k tiền rồi. Mà anh em bảo cày 40k tiền nó phải đâu dễ đâu, đâu phải nhanh đâu. Khó lắm chứ mà. Ngày phải câu 20 tầm 15 20 tiếng bắt đầu mới đủ được ấy. Thế coi như là nguyên một ngày làm chỉ để tặng quà anh em thôi đấy. Đấy, đi câu một ngày tiền chỉ để tặng quà anh em thôi. Anh em thấy sung sướng hay đâu. Nên mọi người cũng phải thông cảm cho mình. Cho nên là vì sao mình lại làm vòng quay như này. Mình làm vòng quay như thế này là không phải là mình kiểu cầu kỳ, mà kiểu như là mình muốn sự công bằng cho mọi người thôi. Ai may mắn thì được. Bây giờ mình sẽ tặng riêng cho từng người một, đúng không? Người này lại bảo là ừ, ai em cũng là người xem kênh anh lâu, người em và ủng hộ em là viewer kênh anh, tại sao anh không tặng mà anh cứ tặng người kia anh thiên vị thế, đúng không? Nó mang tiếng là... thế thôi, cứ quay vòng quay như này, ai may mắn thì được. Đây là nếu mà ai không được thì trách số phận thôi, đúng không? Chứ không thể trách anh thiên vị được. Không, đến lúc mọi người lại trách anh là anh thiên vị này kia, nó mang tiếng lắm. Hello, xin chào tất cả mọi người, đúng không? Đây còn mấy người nữa thôi là hết rồi này. Đấy, đến đây Nam Phiêu này là cũng đủ rồi đấy. Sao tên thằng này lúc nào nó copy rất của nó khó đấy nhỉ. Hôm qua cũng thấy cũng copy rất là khó nhỉ. Ok luôn. Bây giờ đến vòng quay nha, quay nha, ai trúng thì được nha. Ồ, Phú 98 Gaming. Ơ, mình tưởng là bạn idol thi ấy nhỉ, nhìn giống idol thi đấy. Ok. Bạn trúng thưởng là bạn Phú 98 Gaming nha. Ok luôn. Ok. Vậy chúc mừng hôm nay người trúng cánh là bạn Phú 98 Gaming nha. Mình sẽ tặng quà cho Phú luôn nha. Sao nhỉ? À, thực sự YouTube quên mất. YouTube Phú 98GM đây đúng không? Đây. Chúc mừng em.
là người may mắn nhận quà hôm nay nhé. Ok luôn. Vậy là mình đã tặng xong xong hết tất cả phần quà ngày hôm nay rồi nhá, cả cánh cả phần quà hàng ngày luôn nhá mọi người nhá. Ok luôn. Ok. Bạn nào mà còn muốn nhận quà hàng ngày với muốn nhận cánh nữa thì cứ comment tên ở bên dưới nhá, mình sẽ tặng quà hàng ngày nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ clip của mình nhá. À, mong mọi người lại bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ủng hộ mình tiếp nha. Nhớ chia like và chia sẻ clip này cho mọi người giúp ủng hộ mình tiếp nha. Còn để clip ngày hôm nay chắc mình sẽ dừng tại đây thôi, cũng khá dài rồi. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người Halloween vui vẻ nha. Bye bye.